sản Hán Nôm là những thư tịch, tài liệu được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, là kho tàng văn hóa Thanh văn vô cùng phong phú của nước ta. Di sản văn hóa Hán Nôm đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa quý giá của dân tộc, là sợi dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại, là nguồn tư liệu quan trọng giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn lịch sử, văn hóa của dân tộc. Ở Huế, di sản Hán Nôm là một kho tàng văn hóa lớn mà hiện nay không nhiều người biết đến. Làng Thủy Tủ nằm ở một mỏm sông ngay ngã ba Sình, đối diện với làng Thanh Phước qua một nhánh của sông Bồ và làng Lại Ân, hay còn gọi là làng Sình, bên kia bờ sông Hương. So với Thanh Phước và Lại Ân thì Thủy Tủ chỉ như là một xóm nhỏ bên bờ sông với khoảng 70 hộ dân đang sinh sống. Đình làng Thủy Tủ đã có mặt ở đây hơn 200 năm qua, với diện tích đất bằng 1/3 tổng diện tích làng. Với một ngôi đình khang trang quy củ như vậy, chắc chắn Thủy Tủ phải là một ngôi làng có uy thế ở đất cổ đô này. Vậy tại sao diện tích đất lại quá khiêm tốn như vậy? Mọi thắc mắc bắt đầu được hé mở khi chúng tôi được đại diện của làng cho xem những giấy tờ quan trọng mà họ đã cất giữ khá cẩn thận qua nhiều thế hệ. Đó là ba cuộn châu bồ của làng có từ thời vua Gia Long, Thiệu Trì cho đến Từ Đức. Tấm bản đồ thủy dương thể vi điền bằng vải, tất cả đều bằng chữ Hán Nôm. Ông Lê Văn Sửu, hầu duệ của họ Lê, khai canh làng Thủy Tủ cho biết, đây là những bụi bối của làng đã có vài trăm năm. Dưới chế độ họ Ngô, tấm bản đồ được phiên qua chữ Quốc ngữ. Cùng với những lời truyền miệng của các thế hệ đi trước mà họ biết được chút ít về lịch sử và gốc gác của làng. Từ sơn đầu chỉ hải khẩu, thường vị trì hà chỉ cá lô, thủy diên thể vi điền. Tức diên là mặt nước thể vi ruộng, đầm chuồng là 1, đầm dương sâm là 2, đầm sĩ càng là 3, đầm dương trường là 4, một cái đầm chuồng nữa. Sát lưng chuồng luôn, mặt nước là của Thủy Tủ mà. Làm của ruộng. Từ ai mà làm mặt nước ở trên sông ấy là làng có quyền đánh thế. Là làng á, là có 4 họ. Là họ khai canh là Lê Văn. Hồi xưa các ông là họ kêu 44 là hiện tại Thường Thanh Chính Hà Linh Tinh. Làng đấy á, là gồm có dân 4 họ, rồi Thường Thanh cũng dân có 4 họ, rồi Kinh Hạ là ở từ dưới thuần, từ dưới làng Thái Dương Thường mà về thấu dưới cái làng Cự Lại, cái sung. Còn Linh Tinh là lấy vợ làng mới ở làng đấy. Tuy nhiên, không ít người đang ở làng Thủy Tủ mà không biết gì về Thủy Tủ. Có biết gì về làng Thủy Tủ hồi xưa không? Có nghe ông mẹ kể chứ không? Không. Cái nào thì mình hiểu nè, chứ ngoài tấm bản đồ thủy diền thể vi điền chỉ chữ Hán được phiên âm chữ Quốc ngữ một bên, còn lại ba bộ châu bảng hoàn toàn bằng chữ Hán Nôm thì vẫn là một bí ẩn đối với dân làng. Chỉ có các nhà nghiên cứu lịch sử, sau khi đối chứng với rất nhiều văn bản khác còn được lưu lại trong các thư viện lớn, đối chiếu với tấm bản đồ, mới khẳng định Thủy Tủ chính là một ngôi làng khá đặc biệt được hình thành tại đây từ thời các chúa Nguyễn. Thủy Tủ là một cái làng nó rất là nhỏ. Tiền nhân khai canh nên làng Thủy Tủ vốn là những người thủy binh đã từng có công rất lớn theo chúa Nguyễn vào Nam. Họ muốn có một cái ngôi làng ở cạnh kinh đô Huế và triều đình cắt một phần đất nhỏ của làng Triều Sơn để cho làng Thủy Tủ định cư. Và triều đình đã bán cho họ một cái ấn điện được quyền thu thuế mặt nước trên sông Hương và một phần của Phá Tam Giang. Và đó là một cái nguồn sống của làng Thủy Tủ suốt hành trình dài lịch sử cho tới những năm 1970-1980. Trường hợp Thủy Tủ theo tôi là một trường hợp có thể coi có 102.
bởi cái sự ra đời của một cái ngôi làng nó có một cái truyền tích rất đặc biệt. Tôi đang tái hiện lại cái bản đồ thời Minh Mạnh và thời Gia Long. Thì khi mà phiến âm nó ra và nhờ sự định vị của bà con thì hầu như những cái thủy danh ở trên đó cho tới bây giờ nó vẫn còn tồn tại một cách rất là rõ nét. Làng Thị Lai Thường ở cuối đường Bạch Đằng, thành phố Huế cũng ở trong tình trạng tương tự. Đây là một ngôi làng lớn, vốn có diện tích đất nằm trong khu vực thành nội. Theo nhiều tư liệu để lại, khai căn của làng Thị Lai là ngài Hồ Đại Tướng Quân, có nhà thờ riêng cách đình làng không xa. Theo nhiều nhà nghiên cứu, Hồ Đại Tướng Quân cũng chính là vị khai căn đầu tiên của vùng đất Thuận Hóa vào thế kỷ 14. Thị Lai bắt đầu được dời đi từ khi chùa Nguyễn rồi vua Gia Long xây dựng kinh thành Phủ Xuân. Trải qua rất nhiều biển thiên của lịch sử, Lai nằm ngay trong vùng nội đô, chịu nhiều mất mát do chiến tranh. Những di sản hạng nôm của làng còn lại gồm khá nhiều các loại sắc phong và nhiều tập văn bản giấy tờ như thế này. Biết những cái tập tư liệu của làng mà lưu trữ bằng chữ hạng nôm này, coi như tụi tôi thì hầu sanh không biết cái chữ hạng nôm, thành chỉ biết cất giữ gì thôi. Mười mấy quyển là cũng có mất một phần, cũng có mất một phần nào trong cái thời điểm mậu thân á, gom lại được cái gì là cất cái nấy gì đó thôi. Ruộng đất, vị trí của đất của làng năm vị trí nào là coi villa là làng, Đờ Huế là làng của ở Huế đó. À, trước cho đến vừa rồi là coi như 2023 là chưa có ai về vấn đề nghiên cứu về tư liệu này hết. Nhưng mà vừa rồi có một đoàn về có dỡ ra từng quyển, từng tờ để mà chụp lại. Thì nhờ các cái cơ quan có biết được cái hạng nôm thì nên giúp cho làng để là làng biết sau này là cái tư liệu của làng là gồm có những gì. Chứ gì là toàn chữ hạng nôm là tôi chịu. Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh là một trong những người có thâm niên lâu nhất trong việc nghiên cứu và phiên dịch các văn bản hạng nôm làng xã ra chữ quốc ngữ ở Huế hiện nay. Ông đã có nhiều tập sách dịch riêng và chung với một số tác giả về khá nhiều dạng tư liệu hạng nôm từ hương ước, sắc phong, văn thư, đơn từ, văn bia, văn chuông của nhiều làng xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo tác giả Trần Đại Vinh, tư liệu hạng nôm nếu được sưu tầm đầy đủ và được dịch thuật một cách cẩn trọng sẽ cho hậu thế biết rõ hơn về quá khứ ở tất cả các mặt của đời sống, kết nối quá khứ và hiện tại. Trong cái số lượng văn bản hạng nôm mà tìm thấy ở các làng, có thể có rất nhiều loại. Thông thường là những cái văn thư hành chính, đơn từ, những cái bản kê khai, địa bộ, đính bộ, các tập hương ước và luôn cả những cái bản kiện cáo về đất đai, ranh giới giữa làng này và làng khác, hồ sơ tranh tùng, sự đoán của các cấp từ phụ cho đến là bộ hình. Và nhiều phần nhiều là các cái sắc phong và các cái băng cấp bộ dụng của các cái viên chức. Và đặc biệt là phải nói là sắc phong thì được làng quê người tôn trọng, người ta bảo tồn rất kỹ. Và vô số cái gia phả của các dòng họ ở trong các làng. Có thể nói rằng cả mọi mặt quản lý xã hội, quản lý hành chính, và cũng như là cái lịch sử
tất tần tật đều thể hiện trên các cái văn bản Hán Nôm này. Thì cái mảng tư liệu này là bảo vật, là những giá trị sống động mà còn lưu lại để nghiên cứu quá khứ. Cho nên đối với ngày nay, văn bản Hán Nôm là một cái hệ thống cứ liệu cụ thể để có thể nghiên cứu về một cái giai đoạn nào đó dưới các cái triều đại quân chủ. Phần lớn các làng mạc của người Việt ở Thừa Thiên Huế được hình thành từ đầu thế kỷ 14 sau cuộc nước non ngàn dặm ra đi của công chúa Huyền Trân. Sử sách ghi rằng từ đây nhà Trân thu về hai châu Ô, Lý và mộ dân khai phá lập ấp dựng làng. Đô thị Huế hình thành từ các làng cổ. Theo thống kê chưa chính xác của Hội Văn hóa Dân gian tỉnh, Thừa Thiên Huế hiện có khoảng hơn 560 ngôi làng. Với hơn 700 năm hình thành vùng đất, chiều sâu của văn hóa làng thấm đậm trên từng trang sử chung. Nhưng để thấu hiểu từng cộng đồng riêng, cần phải có sự góp mặt của những tư liệu được gìn giữ bởi chính những cộng đồng ấy. Cái này là cái sắc phong của vua để ban cho là các cái vị tiền bối á, là các vị thiên thần. Đó, cho nên cái này á, cái vật này á, làng lưu giữ đi là cũng thời gian cũng có 200 năm rồi. Minh Mạng niên này, Minh Mạng niên, năm Minh Mạng, đây là năm Minh Mạng. Như vậy là 1820 đến 30 này, 1830 là có cái này đó này. Chữ quốc ngữ mới được phổ thông hóa trong vòng 100 năm trở lại đây và nó mới dừng lại ở những văn bản hành chính cần thiết để chế độ bảo hộ cai quản người bản xứ ở những năm đầu thế kỷ 20. Tất cả còn lại được ngầm hiểu thuộc về văn hóa lâu đời của người bản xứ thì vẫn thuộc về những văn từ Hán Nôm. Đó là những mạch ngầm văn hóa tầng tầng lớp lớp mà nếu không hiểu được dòng chảy của nó thì dù có biết mặt chữ Hán Nôm cũng khó có thể chủ giải một cách chính xác về nội dung của từng văn từ. Trong khi tư liệu Hán Nôm mới tính ở khu vực làng xã thôi đã rất phong phú đa dạng về cả hình thức, nội dung, thông điệp và cách viết. Sắc Thừa Thiên Phủ, Phủ Lộc Huyền, Diêm Trường Xã, Phụng Sự Ba Trà, Phu Nhân Tôn Thần, Ngầm Chữ Lý Ngữ, Tự Kim Chánh Trị Trầm Tử Tuân Đại Khánh Tiết, Kinh Bang Bảo Chiếu Đàm Ân, Lễ Long Đăng Trật, Tử Phong Vi Dịch Bảo Trung Hưng, Linh Phò Tôn Thần, Chủ Kỳ Phùng Sư. Tư liệu Hán Nôm còn được bảo tồn lâu dài là trên cái sổ bia đá và chuông đồng, những cái bài minh khắc trên bia đá hoặc là khắc trên chuông đồng, nó giúp cho chúng ta bảo tồn được theo thời gian. Tôi lưu ý là đấy là văn hóa Hán Nôm, cho nên nó đòi hỏi rất nhiều cái tri thức. Chúng ta phải có tri thức nằm cốt là Hán Nôm nói rồi, phải có tri thức lịch sử, có tri thức văn hóa cổ truyền, phải có tri thức về mặt phong tục và tập quán. Ta mới hiểu được những cái đó, chúng ta mới chuyển dịch được. Nếu là chỉ là một cái kiến thức riêng biệt nào đó thì không hiểu hết cái mạng văn hóa Hán Nôm này. Không ai có thể là tài giỏi tuyệt đối. Và nếu thiếu thận trọng và chủ quan thì chúng ta sẽ rơi một vài ngồi nhạc. Ví dụ như tôi đã thấy cái chuông chùa làng Hà Trung. Cái chuông đó là chuông của chùa Phổ Thành của làng Ngâm Điền ở Đức Bắc. Không biết hoàn cảnh nào, do người ta mua bán thế nào đó mà được bảo tồn ở chùa Hà Trung. Nhưng mà các cái vị ở Hà Trung chỉ nhìn thấy cái bốn dòng chữ to Phổ Thành Từ Chung là cứ nghĩ rằng tên này là tên chùa của làng mình. Bèn viết một cái biển to dừng ở ngoài cầu là chùa Phổ Thành. Không biết
chùa Phổ Thành là cái chùa ngoài kia, còn chùa mình chính là vẫn là chùa Hà Trung cổ tự. Từ năm 1994, nhận thức rõ về giá trị của những tư liệu Hán Nôm đang dần bị mai một trong cả cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở làng xã, Thừa Thiên Huế đã bắt đầu cho một cuộc sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch nhằm cứu vãn và hệ thống hóa những bảo vật này, làm cơ sở cho việc kết nối quá khứ và hiện tại trên nhiều mặt, đặc biệt là văn hóa. Những trang sử làng dần được hiện ra trên các mặt giấy với sự đóng góp của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử có những kiến thức nhất định về Hán Nôm. Tôi cho rằng là chúng ta hiện nay đang rất quan tâm đến vấn đề chấn hương văn hóa. Đã một thời gian tương đối dài, lĩnh vực văn hóa, di sản chưa được quan tâm đúng mức. Và đặc biệt như chúng ta thấy do thiếu sự quan tâm đó nên nó cũng đã để lại những cái hậu quả rất là lớn. Trong đó cái việc mà cắt đoạn với truyền thống, những cái mà đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ chúng ta không hiểu biết sâu sắc về lịch sử, về văn hóa truyền thống, nó đã tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy mà làm cho hiện nay xã hội chúng ta phải rất đau đầu trong cái việc xử lý, trong việc giải quyết. Cái điều thứ hai là chúng ta đang trong cái quá trình hội nhập toàn cầu. Và chúng ta biết là khi mà hội nhập toàn cầu thì mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều người ta đều đặc biệt quan tâm đến vấn đề bản sắc văn hóa. Để làm sao? Để người ta có thể tồn tại, để người ta có thể hòa nhập nhưng không hòa tan. Thì trong đó thì văn hóa truyền thống luôn luôn là một cái mạch nguồn, là cái chỗ dựa hết sức vững chắc cho mỗi quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy mà hiểu biết về cái văn hóa truyền thống thì đòi hỏi phải khai thác được các nguồn tư liệu phản ánh toàn bộ cái quá trình đó. Thì cái tài liệu Hán Nôm chắc chắn sẽ là một trong những nguồn tài liệu hết sức quan trọng. Văn hóa làng đã được cả cấp chính quyền cũng như chính cả cộng đồng dân cư trân trọng bảo lưu và gìn giữ hơn. Nhiều ngôi đình cổ được đầu tư trùng tu phục hồi, sinh hoạt cộng đồng dân cư làng được chú trọng ngay cả giữa phố thị. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện chưa được giải mã. Những tư liệu Hán Nôm bị hư hỏng, mất mát và thất lạc. Như câu chuyện tại nhà ông Vĩnh Hược ở đường Chi Lăng, lưu giữ khá nhiều tư liệu quý của một dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Thủy Tú mà hàng chục năm qua vẫn chưa tìm thấy chủ nhân để trao trả. Văn hóa làng ở Thừa Thiên Huế vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, một phần là bởi những câu chuyện tương tự. Bộ bên là xét cái viên cái đồi này theo quân đội đã lâu rồi, là Nguyễn Đăng Phong này gia đình công vụ không cổ lo được, không khám nổi nữa. Cái viên tổng quản là viên coi sóc đã xét thực rồi nên làm sớ tu tấu lên. Thì được chỉ của vua cho chuẩn là để nguyên hàm nữa mà về hưu, cấp cái giấy chứng nhận để cho ông đi, ông đã đem về hưu trí ở nơi huyện Hương Trà, tổng Vĩnh Trì, Thủy Tú xã Nguyên Quán. Sắc mình chỉ bưu là cái gì đến năm tháng, ra năm thứ Đức, năm thứ 29, tháng 3, ngày 14. Mấy người đi ở làng Thủy Tú thế? Ở Thủy Tú huyện Hương Trà. Tôi có một người chị tên là Hồ Thị Diệu Ái, có ông già là tính thông chữ Hán, thì dòng họ Nguyễn Đăng trước 75 đã đem những cái quyết định bổ nhiệm đến để nhờ ông là dịch
Nhưng mà sau 75 không ai tự tìm lại. Thì sau cô Diệu Ái mới đem về giao cho tôi. Sau một thời gian trên 20 năm, nhiều lần trên báo Thừa Thiên Huế cũng như trên Facebook, tôi kêu gọi những ai là có cái quan hệ với những cái bức quyết định đó thì tôi sẽ trả lại. Và tôi trả lại với mục đích là để vực hoàng cổ trụ. Nhưng mà tôi có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải tên của trong gia phả người thợ nhận phải trùng với tên trong các quyết định đó. Cũng có dòng họ Nguyễn Đăng ở ngoài An Hòa thì tới tìm tôi, nhưng mà khi tôi hỏi gia phả thì không đúng. Thành ra tôi không trao trả.